Xin chào quý khán thính giả, chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của kênh thông tin hữu ích, kênh thông tin bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa to, gió lớn kèm theo lũ quét và vòi rồng khủng chưa từng thấy đã ập vào Trung Quốc, cuốn trôi máy phát điện đập Tam Hiệp, hơn 700 triệu dân lâm vào cảnh mất nhà cửa và đòi phá đập. Thưa quý vị, theo đài địa phương Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ tại nước này vẫn đang căng như dây đàn. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 71 nhưng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục càn quét Trung Quốc, khiến lũ ở nhiều nơi ồ ạt đổ về 500 con sông, làm mực nước dâng cao vượt mức báo động đỏ tới gần 2 mét. Đáng chú ý nhất vẫn là con sông Dương Tử và đập Tam Hiệp. Lũ quét và vòi rồng cực khủng lại tiếp tục xuất hiện vào ngày hôm qua, khiến cho một trạm phát điện của con đập lớn nhất thế giới này bị cuốn trôi trong vòng chỉ chưa đầy 3 phút, làm toàn bộ 18 tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc bị mất điện trên diện rộng. Hơn 700 triệu dân Trung Quốc sống trong bóng tối. Bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to, mây đen u ám đang che lấp bầu trời Trung Quốc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mưa to lũ quét làm cho những con đê không chịu được đành phải vỡ, những con đê liên tục bị vỡ. Mực nước của nó làm ngập úng hàng ngàn ngôi nhà, tivi, tủ lạnh, xe hơi, trôi lênh láng khắp nơi. Những ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn thấy nóc. Nhiều người dân Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm của lũ quét, leo ra giăng lưới để trục vớt ô tô, chờ cho lũ xuống để đem đi sửa chữa, kiếm lời. Nếu như ai mà mua phải những chiếc xe ô tô này thì sẽ rất nhanh bị hỏng và mất an toàn. Vì thế chúng ta phải hết sức cẩn thận, thưa quý vị. Nhiều nhà quan sát cho rằng các nước xung quanh Trung Quốc có đường biên giới giáp danh với Bắc Kinh, nhất là Việt Nam ở ngay bên cạnh Trung Quốc. Đừng có nhập những chiếc xe mông má của nước này, không được tham đồ rẻ tiền của Trung Quốc, nếu không gặp phải cú lừa không thương tiếc. Các chuyên gia cho rằng xe ô tô mà đã bị ngập nước thì chỉ có vứt đi, hoặc có đi được thì nó cũng hay bị gặp trục trặc và hỏng hóc. Ngoài ra, những chiếc tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị lũ cuốn trôi cũng được người dân của Trung Quốc vớt đem đi chế tạo lại rồi bán sang Việt Nam. Vì thế, Việt Nam nhất định sẽ không được nhập những mặt hàng kém chất lượng, nếu không sẽ bị phía Trung Quốc lừa gạt. Thưa quý vị, hôm qua truyền thông của Trung Quốc cho biết lũ lụt kỷ lục đổ về con đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, làm nước dâng lên cao và nguy hiểm đến chính con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới này. Truyền thông của Trung Quốc cho biết, trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang quét qua đập Tam Hiệp khiến mực nước tại hồ chứa đạt 164,18m, cao nhất từ khi đập được xây dựng. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, đón trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang, khiến dòng nước lũ đã đổ về hồ chứa đập với lưu lượng đạt khoảng 61.000m3 trên giây. Hồ chứa đập Tam Hiệp từng ghi nhận dòng chảy cực đại là 50.000m3 trên giây lúc 10 giờ sáng và 55.000m3 trên giây vào 20 giờ cùng ngày, nhưng lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp đã lên tới 61.000m3 trên giây. Đây là một lưu lượng nước kỷ lục trong lịch sử mà Trung Quốc ghi nhận được, và nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đập Tam Hiệp, khiến cho một trạm phát điện bị cuốn trôi và hàng ngàn ngôi nhà đã bị chìm trong bóng tối. Tất cả 8 tỉnh thành xung quanh đã bị mất điện. Thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp Men của Trung Quốc công bố, trong đó cho biết lũ lụt tại các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích, buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán gấp trong đêm. Mưa lũ cũng ảnh hưởng nặng nề tới Trung Quốc, khiến cho 151.000 ngôi nhà bị hư hại và tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 65 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn miền Nam của Trung Quốc liên tục chịu tác động mạnh từ những trận mưa lớn kể từ đầu mùa tới bây giờ, và nước trên nhiều con sông ở khu vực này đã vượt qua mức báo động động đỏ từ 2 và 12 mét. Đây là một mức báo động từ lục và gây ra hiểm họa khôn lường cho những con đê tại khu vực này. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ, nhưng đến hiện tại thì con đập vẫn chưa vỡ. Các thông tin trên mạng mà nói con đập vỡ thì hoàn toàn không chính xác. Theo hãng CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Hãng CNN của Mỹ cho biết, mùa hè năm 2022, hàng triệu người trên khắp đất nước của Trung Quốc ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả gây ra lũ lụt và lở đất ở các tỉnh, thành phố và làng mạc tại nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc. Đây là trận lũ tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn đã vùi dập 28 trên 31 tỉnh, ảnh hưởng tới hơn 37 triệu người dân và khiến 159 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ. Để so sánh, trận đại hồng thủy năm 1993 dọc theo sông Mississippi và các nhánh sông của nó, một trong những trận lũ kinh hoàng và tàn khốc nhất nước Mỹ, đã khiến cho hơn 50 người chết và 54.000 người đã phải sơ tán, thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại nặng nề nhất của Mỹ chỉ bằng 1/100 so với lũ lụt tại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, ở Quảng Tây và Quý Châu vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước này, bao gồm tỉnh Giang Tây ở phía đông, tỉnh An Huy ở phía nam và tỉnh Hồ Bắc ở miền trung. Ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ được nâng lên mức cảnh báo cao nhất tại một số nơi trong lịch sử. Quy mô của thảm họa là rất lớn,
mực nước của 435 con sông vượt mức báo động, trong đó có 33 con sông đạt mức kỷ lục. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cung cấp, tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, đê sông đã bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh trận lụt lịch sử năm 1998 khiến cho hơn 3.700 người thiệt mạng và 15 triệu người mất nhà cửa. Nghe tới đây chắc hẳn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao năm nay lũ lụt, mưa to, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở vòi rồng liên tục xuất hiện ở Trung Quốc đến như vậy. Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Trung Quốc gần như ngày nào cũng có lũ lụt. Sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi của con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường ở một số nơi. Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với khí hậu lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục trong lưu vực sông Dương Tử. Một số lý do khác là sự nóng lên toàn cầu. Theo một chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, chúng tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan đơn này là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Nhưng xét trong một thời gian dài thì rõ ràng sự nóng lên toàn cầu đã dẫn đến sự gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thời gian qua ở Trung Quốc. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc, từ năm 1961 đến năm 2018 đã có sự gia tăng về hiện tượng mưa cực lớn ở Trung Quốc. Kể từ những năm 1990, tần suất mưa cực lớn đã tăng lên đáng kể. Trong 60 năm qua, số ngày mưa lớn đã tăng tới 5,9 mỗi thập kỷ. Bên cạnh lượng mưa, hành vi của con người cũng góp phần vào mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở Trung Quốc, như chặt phá rừng bừa bãi, không chịu trồng cây và liên tục xuất hiện những con đập thủy lợi để chắn nước, hỏng tích trữ điện năng và gây thảm họa cho đất nước Trung Quốc cũng như các nước xung quanh. Hiện dòng nước sông Mekong đã ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi phía Trung Quốc đã cho xây dựng và khởi công tới 13 con đập. Một nhà địa chất thuộc Cục Chất lượng và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nhiều thập kỷ khai hoang đất và xây đập trên các con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích hồ Ba Dương. Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Điều này đã khiến cho lũ lụt liên tục xuất hiện và khi nó xuất hiện, nó sẽ càn quét tất cả khu vực thượng lưu và hạ lưu con sông Dương Tử, gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới và nếu như nó bị vỡ 2/3 Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là khá hay và rất sốc đối với những ai theo dõi lũ lụt lịch sử của Trung Quốc. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của nước này cho biết, kể từ khi thành lập nước vào năm 1949 tới nay, Trung Quốc đã trải qua hai trận lũ lụt lịch sử. Lần thứ nhất là vào mùa hè năm 1954 dọc con sông Dương Tử khiến cho hơn 30.000 người chết và 18 triệu người bị ảnh hưởng. Năm 1954 hiện con sông Dương Tử chưa có con đập Tam Hiệp nhưng lũ lụt đã xảy ra một cách hết sức kinh hoàng. Một trận lũ khác khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ, đó là vào năm 1998 cũng lại dọc con sông Dương Tử, nhưng ở phía Nam và phía Bắc Trung Quốc. Đó là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây với hơn 3.719 chết, 15 triệu người mất nhà và thiệt hại kinh tế lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, ông Nen Chun đã nhận xét lũ lụt năm này không ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn của sông Dương Tử như hồi năm 1949. Và năm 1998, trận lũ lụt lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc đã tác động lên toàn bộ khu vực Dương Tử. Dòng mưa năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng trung và hạ lưu sông. Vì thế, khu vực bị ảnh hưởng được cho là nhỏ so với mọi năm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lớn và mưa cực đoan sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới. Vì thế, các cơ quan, ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác, đề phòng lũ lụt, lũ quét và sạt lở, nhất là con đập Tam Hiệp khả năng cao sẽ bị vỡ nứt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!